Hello anh em, hôm nay chủ nhật cuối tuần, chúc anh em một ngày vui vẻ và thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên người thân anh em. Thì hôm nay em có dọn lên một ít máy cho anh em tham khảo. Hôm nay máy đẹp đẹp không nghe anh em đó. Thì, trước tiên vô test máy thì cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ và mua hàng bên em. Thì lát nữa em sẽ test máy như thế nào thì y gan trên video như thế này nghe anh em. Em cũng nhắc lại hình thức bán hàng bên em là cho anh em nào mới với em vô xem kênh đó, là giá bên em toàn bộ là bao ship hết trơn nha anh em. Đó, bao ship hết trơn nha. Đó. Rồi. Điện bên em là điện máy bên em là toàn bộ là máy Nhật Bản nha anh em, điện 100V nha anh em. Nó cái nào mà có 220 em sẽ báo nha. Rồi, em sẽ vô test cái máy đầu tiên nè anh em. Cây phan gốc. Cái điện ok nha. Có đầu mở luôn nha anh em. Độ kẹp mấy ly đi. Độ kẹp 6.5 ly nha anh em. Ra vô được nha anh em. Có đầu mở luôn. Chị điện ok luôn nha anh em. Tắt bóp nha anh em. Không có đảo chiều nha. Điện 100V. Công suất 240W nha anh em. Rồi số 1 206 bao ship nha, cái phân gốc nha anh em. Đầu kẹp 6 ly rưỡi. Số 1 206 bao ship. Số 2 là cây mài, dây điện đẹp khá. Dây điện ok nha. Quấn băng keo cho này anh em, nó tước vỏ, nó bị tước vỏ. Đó, ngoại hình ok đẹp nha anh em. Hikuki nha. Điện 100V. Công suất là 7.1A nè anh em. Đó, công suất là 7.1A là nha. 12.000 vòng trên phút nha anh em. Công suất là 700W là nha anh em. Phải không? 680W anh em. Đây đây. 680W. Rồi số 2 208 bao ship. Đẹp nha anh em. Tiếp theo là Hitachi nha. Này cũng khá ok nha anh em, ngoại hình Hitachi điện 100V 720W, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Vỏ nhựa nha anh em. Ok nha. Dây điện ok nha anh em. Số 3 207 bao ship. Đó, dây điện đẹp nha anh em. Đó, số 4 là hàng này của hàng Made in Japan này anh em. Hàng này Kosuku nha anh em, ngoại hình rất là ok, rất đẹp nha anh em, như máy mới vậy anh em. Đó. Kosuku Made in Japan luôn anh em, chuẩn Nhật luôn anh em. Điện 100V 760W luôn anh em. Đó, công suất khủng nha. Chạy rất là yên anh em. Số 4 208 bao ship. Số 10 là Makita nha anh em, chạy điện ok nha. Đó, Makita ngoại hình khá ok nha anh em. 9533B nha anh em. Điện 100V, công suất là 720W, 12.000 vòng trên phút nha. Chạy rất là êm nha anh em, rất phê nha. Số 5 320 bao ship. Đẹp nha. Số 6 cũng là Makita nữa nha anh em. Đó, ngoài hình này nó hơi chạy chạy chút xíu nhưng vẫn còn ngon nha anh em, còn đẹp nha anh em. 9533 bên lời nha anh em. Cũng một đời nhưng mà đời này có thắng nha anh em. Điện 100V, công suất là 720W,
9.000 vòng trên phút nha anh em. Đó, có thắng nha. Chạy rất là nhẹ nhàng nha anh em. Chạy điện ok nha. Số 6, 4.3 bao ship. Tới số 7 Magita 9533 BLA luôn nha anh em. Được 100V, công suất là 720W, 9.000 vòng trên phút nha anh em. Made in Japan, chuẩn Nhật luôn nha anh em. Đó, ngoại hình cũng khá ok nha anh em. Có thắng nha anh em. Chạy lát là nhảy lên liền đó. Số 7, 4.3 bao ship nha anh em. Số 8 là một cây gung nha anh em, mài gung nha anh em, mài gốc gung nha anh em. Đó. Của một vây ra. Đó. Cút gì, cút sam. Không hiểu nha anh em. Đó, anh em coi kỹ nha. 280W nha anh em. Điện 100V. Đấy 18 ZE vậy nè anh em. Độ gung của nó vậy. Này có đều tóc anh em. Số 6, số 5, số 4, số 3, số 2, số 1 anh em. Điện ok luôn nha. Rồi số 8 300 bao ship. Số 9 là cây Makita nha anh em, cây cắt tone nha anh em. Lưỡi còn ok nha, cắt tone Makita. Điện 100V, công suất là đâu, công suất ở đâu? 260W nha anh em. Mở công suất 260W nha. Cắt tone 1 ly 6 nha anh em. Đó, cắt ly 2 đến ly 6 nha. Lưỡi ok nha. Số 9 3.7 bao ship. Số 10 là cây độc ton nha anh em. Lưỡi còn ok nha anh em. Độc ton của Hitachi. Điện 100V, công suất là 400W nha anh em. Này đột được ly 6 lần nha anh em. Đột ok nha, số 10, 3.7 bao ship. Tiếp theo là cây bắn đinh nha anh em, bắn đinh điện nha anh em. Đó, ghê không? Đinh u nha anh em, để đinh u nha anh em. Đinh là đinh thông dụng nha, anh em ra tiệm mua là có nha. Anh em nào đi công trình để lót sàn anh em, chảy cao su bắn rất là mạnh nha anh em. Rất là mạnh luôn á. Bắn chỗ dán luôn á. Rồi 11 400 bao ship. Đó, anh em coi kỹ nha. Điện 100V nha anh em. Tiếp theo là cây phan hai chức năng của thằng Makita nha anh em. Tem còn mới cây xe ben nha anh em. Tem rất là đẹp luôn. Điện 100V 580W nha. Đó. 1.300 dòng trên phút,
Một tour thì nó hai tour, tôi nhanh tôi chậm nha anh em. Tôi chậm thì 1.000 vòng trên phút nè. Nó hai tour. Đầu cổ ra vô ok nha anh em, đầu còn rất là đẹp nha anh em. Đầu cặp 13 ly nha. Hai chức năng phân thường và phân búa nha anh em. Rồi 12 300 bao ship. Mười ba là một cây vít Kugi Ubi nha anh em. Cây băng vít Kugi Ubi điện 100V 180W nha anh em. Vít mini nha. Có điều tốc nha anh em. Có đảo chiều nha anh em. Điều tốc đảo chiều đầy đủ nha, 13 220 bao ship. Tiếp theo là vít của Makita nha anh em. Này đầu bị rơi nhẹ nha anh em, rơi nhẹ thôi, chút nhích nhẹ thôi nha anh em. Đó, cây Ruby kỳ gầu là nó không có rơi luôn nha anh em. Cây Ruby nãy đầu cứ ngắt luôn á. Makita 6950. Điện 100V. Công suất là 3000 vòng ý. Công suất là 300W nha anh em, 3000 vòng trên phút luôn nha anh em. 2200 vòng trên phút và một chế độ là 3000 vòng trên phút. Có đảo chiều nha anh em. Có đều tốc, có đảo chiều đầy đủ nha anh em. Hơi có lửa nha, cây này có thắng nha anh em, nhưng mà hơi một hai tia lửa nhẹ nha anh em. Sẽ ok nha, bình thường nha. 14 180 bao ship. Tiếp theo là cây trà nhám nha anh em, của Ruby nha. Này Ruby USA nha anh em. Đó. Đây. Made in USA. Đó. Mỹ xuất Nhật nha anh em, điện 100V 200W nha anh em. Có túi hướng bụi luôn nha anh em. Túi hướng bụi còn trắng 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 bốc luôn nha anh em. 15 200 bao ship. Mười sáu là cây nhám nữa nha anh em. Đó, nhám vuông nha. Này có Trung Quốc xuất Nhật nha anh em, máy điện China nè. Điện 100V, công suất là 2.0A nha anh em. 180W á. Ok nha. Không có lửa khói gì chơi nha, 16 200 bao ship. Tiếp theo là cây phay của Makita nha anh em. Đó, phay của Makita 370 nè, điện 100V 380W nha anh em. Đó. Đồ đạc đầy đủ, tặng cho anh em cái mũi luôn nha, còn cái mũi luôn nha anh em, mũi 6 ly nha. Còn mũi nè tặng cho anh em luôn nha. Đó, ngoại hình khá ok nha anh em. Đường ok luôn nha. À, quấn băng keo nè, nó bị xước vỏ anh em, xước vỏ ngoài. Rồi, 17 480 bao ship nha. Tiếp theo cái này kỳ gạo còn nữa anh em, thanh lý cho anh em luôn anh em.
này nó còn cái tem đơn cái giá ở bên Nhật còn luôn nè anh em, nó vỏ nhựa luôn nè anh em, mà đẹp luôn nha, Makita nha anh em. Đây tem nó mới càng xà beng điện 100W, công suất là 350W nha anh em. 3.000 dòng trên phút, M7370 nha anh em. Kẹp 6 ly nha anh em, mũi 6 ly nha, ốc lưỡi còn đầy đầy đủ hết trơn nha, chỉ là đưa để lưỡi vô là xài thôi. 18.500 bao ship rất là mới nha. Tiếp theo là cây cưa kiếm, đây rất là dài nha anh em, đầy đủ đồ của Black Decker nha anh em, điện 100W nè, công suất nằm đâu mất tiêu rồi, công suất nằm đâu mất tiêu rồi, nó giống đời như này nè, 4.1A nha anh em, 400W á, này 400W nha anh em, điện 100W 400W, hôm nay chứ có mấy ăn đồ mới này nó có phá cọ anh em, đẩy này lên nè, đẩy này lên. Có đầy tóc nha anh em, có đầy tóc luôn nha, có lưỡi luôn nha anh em, đó, lưỡi lớn nha, vì anh em xài không xài lưỡi lớn, xài không xài lưỡi nhỏ, để gắn lưỡi nhỏ vô xài nha anh em. 19.32, 230 bao ship nha, dây điện khá dài nha. Này cũng vậy luôn nha anh em, dây điện cũng khá dài nha anh em. Đó, giờ anh em gắn lưỡi vô xài nha, còn đầy đủ nha anh em. Có điều tóc nha anh em. Này cũng điện 100W 400W luôn nha anh em, gan cây dừa gầu nha. Rồi 20.220 bao ship. Tiếp theo là cây cưa xích nha anh em, của Shindawa nha anh em. Điện 100W. Công suất là 12A nha anh em. Đó. Làm dài khoảng 3 tấc nha anh em. Này thì anh em chế nhất làm vô là chạy em vô nha anh em. Nó bị mẻ đây miếng nè nha anh em. Đó. Ngoài hình còn mới can nha, màu đỏ. 21.350 bao ship. Tiếp theo cây thổ bụi của Hitachi nha anh em. Đó, thổ bụi của Hitachi. Này nó hơi chốc chốc nè anh em. Đó, vậy anh em dán keo lại nha. Còn thôi không dán keo lục này ra bỏ cũng được nữa nè. Ngoài hình mới can xà beng anh em. Hitachi. Điện 100W. Công suất là 550W nha anh em. Đó. Ngoài hình rất đẹp nha anh em. Sức lớn nha. 22.300 bao ship. Nó cắt gỗ anh em. Cắt gỗ cái đèn này rất là dài cái này nè. Nhưng mà nấu chỗ này nha anh em. Đó, nấu ở chỗ này. Của Hitachi. Điện 100W, công suất là 1050W. Đó. Chạy lưỡi 165 nha anh em. Này chạy lưỡi 165 nha. Chạy lưỡi 165 mà công suất lớn nha anh em. Ok, lưỡi ok nha anh em. Xài gì xài ngon lành nha. Đế nhờ Matemon luôn nha anh em.
23 350 bao ship. Rất là đẹp. Máy cũng gỗ này được đẹp không anh em? Đây cây này thì cũng rất là dài nha, dây điện cũng rất là dài nha anh em. Đó, quấn băng keo như này bị chích chốc da. Makita 5638 CBA nha anh em, điện 100V công suất là 1140W luôn nha anh em. Chạy lưỡi 155 đến 165 nha anh em. Đó, made in Japan luôn nha anh em. Lưỡi còn mới can luôn nha anh em, lưỡi mới luôn nha anh em. Lưỡi còn quá đẹp luôn. Có đèn luôn nha anh em. Đèn nguồn có luôn nha anh em. À, này phá nhanh luôn nha anh em. Lên xuống nhẹ nhàng nghiêng ngả 45 độ là ok hết nha anh em. Đế đẹp nha anh em. Đế nhôm đẹp nha. Thắng ok nha. Rồi 24 308 bao ship. Nói rất đẹp. Đây con này còn đẹp chí nữa nè. Dây điện dài luôn, dây điện đẹp và dài luôn. Chung cây này là toàn diện nha anh em. À, thấy không? Như máy mới luôn anh em, đẹp. Quá đẹp. Chức năng khởi động mềm luôn. Này đời cao luôn anh em. Đời cao mà made in Japan luôn nè, mới ghê. Để 100V. Công suất là 1140W luôn nha anh em, chạy lưỡi 155 đến 165 luôn nha. Đó. Chuẩn Nhật luôn anh em. Lưỡi này đang gắn là lưỡi nhỏ nha anh em. Lưỡi 155 nha anh em. Lưỡi ok nha, bén đẹp nha anh em. Đó, ngoại hình từ sau tới trước giùm đẹp nè. Không tì vết luôn anh em. Đây, đèn led sáng trưng. Đèn nguồn ok luôn. Nghe ngã 45 độ là ok hết nha anh em. Mày chạy em ru quay gan máy mới vậy anh em, nhìn nè. Rất là nhạy nha, chạy gan máy mới luôn, em ru. Rồi hốt về liền anh em. 25 400 bao ship. Tới bào anh em. Bào dây điện rất là dài nha anh em, nhưng mà nấu chỗ này nha. Vì anh em không phái tháo ra đấu vô chồng lại nha anh em, còn thôi anh em kêu em đấu em sẽ đấu vô cho anh em nha. Đó, cắt khúc này ra, bỏ. Đó, cắn bụi đầy đủ luôn nè. Makita nha anh em, tem còn mới, còn sáng luôn nè. Makita 1900B nha anh em. Điện 100V. Công suất là 480W nha anh em. Lưỡi 82 nha. 16 ngàn vòng trên phút nha anh em. Đây, lên xuống nhẹ nhàng nha anh em. Ok nha. Cho xem lưỡi luôn. Lưỡi này hơi bị nhâm nhâm nha anh em. Nói vậy anh em mài lại xương là ok. Để lát nữa em sẽ mài lại cho anh em luôn nha. Đó, mài lại cho anh em rồi gỡ mới gỡ đi cho anh em nha. Mài bén lại cho anh em luôn. Ok luôn. Đó. Rồi ok, 26 309 bao ship. Đây có cây siêu phẩm anh em ơi. Như máy trong thùng vậy anh em. Dây điện thì cũng ok luôn. Đó, cây siêu phẩm nha. Đời cao luôn, đẹp luôn nè, dùm tem nó như máy mới luôn anh em. Lưỡi 82 nha, Makita nha anh em, 1900BA nha. Điện 100V, 480W nha anh em. Ghê hồn không, 16.000 vòng trên phút nha. Đẹp ghê không. Lên xuống nhẹ nhàng, nâng bàn lên xuống nhẹ nhàng nha. Makita chữ nổi luôn. Dây cơ go còn mới càng anh em, lưỡi còn sáng đẹp luôn anh em. Đó, máy này như máy trong thùng mà. Đó. Quá đẹp anh em. Yeah.
dùng máy mới vậy anh em. Rồi vớt gì anh em ơi, 27 550 bao ship quá đẹp. Anh em nào thích xăng hàng đẹp có đó anh em. Tiếp theo là bao keo lưỡi 110 dây điện rất là dài anh em. Đây quấn băng keo chỗ này nó bị chóc da ngoài quấn băng keo. Magita 1911B chạy lưỡi 110 anh em. Điện 100V công suất 1050W anh em. 16.000 vòng trên phút luôn. Cho anh em cái lưỡi, lưỡi còn trắng bóng luôn anh em, sáng luôn, đẹp luôn anh em. Lên xuống nhẹ nhàng nha. Chạy rất là êm ái nha. 28 520 bao ship. Tiếp theo là bu lông nha anh em. Dây điện ok nha. Bu lông của Hitachi nha anh em, điện 110 nha anh em. Ý điện 100 nha, công suất là 380W nha anh em. 1700 vòng trên phút nha. Ngày đầu 1/2 anh em. Ngày đầu 1/2. Đầu cứng ngắc luôn anh em, không có miếng cật gì cho anh em, cứng ngắc luôn. Có đảo chiều anh em. À, đảo chiều nè. Còn 1/2 nha. Rồi 29 500 bao ship. Tới khủng long bảo chúa nha anh em. Dây điện ok nha. Ây da, quá nặng. Khủng long bảo chúa nha anh em. Điện 100V công suất là 1140W nha anh em. 16.000 vòng trên phút. Đó, ghê không? Hôm nay chơi tới cái mở tới 22 ly lần, ốc 22 ly lần nha anh em. Cắn đứt chỗ nhẹ mới nhẹ không sao anh em. Đầu 1 inch nha anh em, đầu lớn đầu 1 inch nha. Quá đầu cứng dữ luôn anh em. Đảo chiều rồi nha anh em. Quá nặng, quá bự. Rồi 38 550 bao ship anh em. Đó phan hai chức năng, cái boss nha anh em, dây điện đẹp nha anh em, dây điện zin nha. Boss có hút bụi nha anh em, hai chức năng có hút bụi nha. Đó. Điện 100V 500W nha anh em. Gạch mini nha anh em, boss xịn nha. Có điều tốc nha anh em. Có điều tốc mà không có đảo chiều nha. Thông thường nha anh em. Tâm búa nè. Hai chức năng nha, một chức năng phân thường, chức năng phân búa nha anh em, cái điện dài với điện xin luôn nha anh em. Đó, đẹp nha, tem nhãn đồ đầy đủ trơn luôn nha. Bốt xịn nha. 31 500 bao ship. Này cũng vậy luôn anh em, dây điện rất là dài anh em. Đó, cũng hai chức năng anh em, này có tay cầm đẹp hơn anh em, tem mát cũng đầy đủ nha. Cũng là 500W điện 100V nha anh em. Gạch mini nha anh em. Có điều tốc, không có đảo chiều nha. Không búa anh em. Rồi ok, 32 530 bao ship nha. Tiếp theo cái đục anh em, đục của Makita nha. Đục 21 ly của Makita nha anh em, giảm giá cho anh em luôn nha. Đó, này công suất thì bờ hết trơn anh em. Nó 1100 mấy chục watt lần á. Tặng cho anh em cái mũi bao cho anh em đục luôn nha.
Chưa này khó ghim quá. Chui khó ghim quá. Rồi ok, bao cho anh em đục tặng cho anh em mũi luôn nha. 33.500 bao ship. Hôm nay em sẽ thanh lý cây cắt sắt bàn này anh em. Chỗ đây như cho nó nhanh chút anh em, không gãy còn. Đó. Ngon lành nha. Đế nhôm hết trơn, toàn bộ là nhôm hết nha anh em. Xài rất là đầm nha. Bốn cục cao su còn ok. Ê, tô ga vô là ok. Này cũng xin đa qua luôn nha anh em. Xịn nha. Xin đa qua điện 100V công suất 15A nè nha anh em. Chạy lưỡi 305 nha anh em. Ok nha. 34.700 bao ship. Rồi kết thúc clip trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã ủng hộ anh em. Hẹn anh em ở clip tiếp theo anh em. Bye bye, chào anh em nha.